Trục trặc hệ thống hình ảnh. Quét những mối đe dọa có thể có. Mối đe dọa tiềm ẩn được phát hiện. Xác định hình dạng. Hello. Kiểm tra hoàn tất. Có nhiều thứ đi làm quá. Chuyển sang cái tiếp theo nào. Cảnh báo trục trặc hệ thống hình ảnh. Ok. Ồ. Sao vậy ta? Hình như bị lỗi rồi. Thôi mà. Cảnh báo trục trặc hệ thống hình ảnh. Nhắc lại, trục trặc hệ thống hình ảnh. Wow. Chắc chắn bị lỗi rồi. Mình không hiểu. Đăng ký hư hỏng hệ thống nội bộ. Không thể sửa chữa sự cố. Thay ổ cứng ngay lập tức. Bị lỗi hết rồi. Gặp lại con sau nha. Chào ba. Yuhu. Em à. Chào mẹ. Con gái đáng yêu dễ thương của mẹ. Phát hiện mối đe dọa. Phát hiện mối đe dọa. Phát hiện mối đe dọa. Trả lại đi. Của mình mà. Apple. Apple, dừng lại đi. Joey, đừng đứng ở cửa chứ. Đây rồi, đưa đây đi. Ồ, bị lỗi hết rồi. Mấy xe sinh tố này điên rồi. Ra khỏi nhà đi, đồ quái vật sắc độc ác. Apple. Ổ cứng đã được sửa chữa. Tất cả hệ thống đã được kích hoạt lại. Xin lỗi vì đã đánh nha. Có sao không? Có đúng không Apple? trặc hệ thống hình ảnh. Hệ thống hình ảnh giảm. Cảnh báo, hệ thống hình ảnh giảm. Hệ thống hình ảnh giảm, không thể định vị Daniel. Apple, có sao không? Đã phát hiện giọng Daniel. Nhắc lại, đã phát hiện giọng Daniel. Apple, có chuyện gì vậy Apple? Thả xuống đi. Cảnh báo nhắc nhở, đến giờ cho Daniel ăn. Apple, thả ta xuống. Apple, Daniel đây nè. Cảnh báo nhắc nhở, đến lúc cho Daniel ăn đậu nghiền và cà rốt. Apple, ta không phải em bé đâu. Apple, không thấy hả? Bóp nè, không phải Daniel. Apple, ta cảnh cáo đó. Chào ba. Mẹ về rồi. Mọi người đâu rồi ta? Đến đây đi đống sắt kia. Hệ thống hình ảnh được kích hoạt lại. phát hiện mối đe dọa với Daniel. Apple, không lúc nào yên được hết. Hả? Gì vậy Apple? Hả? Apple, trông coi Daniel không phải việc của mình. Apple. Ok, được rồi. Mình sẽ gọi mẹ ngay luôn. Mẹ ơi, nghe điện thoại đi. Là Apple đó. Hả? Apple. Ba mẹ đang về nhà đó. Bạn tự tìm lời giải thích đi. Trông coi Daniel là việc của bạn, không phải của mình ha. Hả? Bạn điên rồi. Thử bắt mình đi. Khoan, mình không cố ý mà. Ok. Xin lỗi vì gây rắc rối cho bạn nha. À, xin lỗi mà. Ủa? Là chuyện quái quỷ gì đây? Ai làm vậy hả? Là Apple đó mẹ. Thật đó. Joey, Apple, cả hai bị phạt. Có nghe không? Phạt hết